sân vận động Hà Tĩnh đang hoàn thành những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho trận derby xứ nghệ tại vòng 2 V-League 2023-2024. Đang có những thay đổi được thực hiện trên khán đài B của sân vận động này. Đầu tiên là việc lắp đặt biển tên cho sân vận động trên nóc của khán đài. Bên cạnh đó, hội cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang tiến hành lắp đặt mái che cho khu vực dành riêng cho hội trống và loa đài. Mặt cỏ cũng được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo chất lượng tốt nhất của trận đấu vào cuối tuần này. Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 10. Đây là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của đội bóng Núi Hồng ở mùa giải mới.